Chú quan chú ở đây chú hay thấy thằng nào bốc bốc đầu qua đây không? Bốc dài lắm để mẹ. Muốn chung em ạ. Đây là xe của mình, nhiều anh em hỏi là anh ơi review xe của anh đi. Thì đây, hôm nay mình review xe của mình, anh em xem nha. Đây, xe mình chẳng có gì cả. Đó là Wayne Z NOD 29. Đây, có vết xước đấy. Đây là những vết bốc đầu nha, đây nha. Em nhìn nha. Đấy, đây. Xe chẳng có gì, đây là có xe 2 tháng chưa rửa rồi. Đây, vô thì đây người ta gọi là vô này người ta gọi là tân hỏa rách. Tân hỏa rách rất là rách nha. Đây là vô của mấy thằng đi đua ấy. Vô nó bật ở xe gầm này. Đây. Ăn vỡ hết rồi. Đây. Đó. Dề cụt hết rồi chẳng có gì cả. Xe bị tan rồi. Thì con này bốc đầu cũng phá nhiều. Anh em bảo review chẳng có cái gì cả. Hôm nay mình quay về zin hết rồi. Anh em xem nhá. Mình về zin bu rồi mới gãy lắm này. Quay vào cho tôi xem. Ôi sập nguồn rồi. Không phải sập. Quay đi. Đây, em nhìn này. Đây là tầm 2 tháng 3 tháng chưa rửa rồi. Đây, nhìn xe. Ngã nha, đường ngã nha. Đây. Còn gì đâu. Đấy, mặt công này. Công thì rách này. Ngã lòi hết cả đầu rồi. Đây. Đó, bây giờ mình đi về zin cho em xem nha. Rồi, chào anh em nha. Đến quán sửa xe nha. Anh em thấy trước mặt gì không? Công an thành phố Vĩnh Yên. Đây, đang cho con vợ làm đẹp. Đây, về từ đầu. Lấy bạn Yến ra. Chuyện nào chưa mua đồ của bạn chứ. Có hơi mua đồ kẹt lắm. Mua đồ của bạn? Mua đồ. Ui, công an nó đánh cháu đấy. Có như thằng nó vẫn thích chơi đấy. Cháu bị nó đánh lần, cháu sợ rồi. 29 nha. Bộ này là bộ tàu thôi. Bộ này mua ở chợ rồi, giá là 300k. Cả chế cổ. Em nào có nhu cầu mua lại mình bán cho 2 lít nha. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how.
Chú quan chú ở đây chú hay thấy thằng nào bốc bốc đầu qua đây không? Ui, bốc dài lắm, để mẹ muốn chụp em ạ. Không ngã sao sợ rồi. Chúng tôi thì nghịch là rồi, không mất mạng. Chúng mày có đi chả sao với bố mẹ ăn hậu. Bố mẹ cả cuộc đời không suốt ngày nghĩ. Mấy thằng cặp tử á, thành phần cặp tử. Lời thật đấy. Nuôi bao giờ rồi, bao nhiêu cáo cũng được thành lời. Bao giờ đấy, bao nhiêu cáo. Rồi, xin anh em nhá. Thì với mình đây, làm xong hết rồi nhá. Đây, quay một vòng mới đét luôn này. Đây. Đây. Mình vừa thay bô zin này nén keng luôn nè, đi rửa xe này. Đây, có một vòng. Đấy, anh em thấy vịt hóa tiên Nga chưa? Hẹn anh em ở clip sau nha. Đấy anh em.